Phương Âm Thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip của buổi tối ngày hôm nay. Ngày 22 tháng 5 năm 2020, cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thông báo hàng về. Vâng, ngày hôm nay về với cửa hàng thì chỉ có duy nhất 3 sản phẩm chính. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc mâm than của hãng Yamaha. Sản phẩm thứ hai là một chiếc âm ni Acouphase E270 còn nguyên thùng. Sản phẩm thứ ba là một chiếc quạt Mitsu có chiều cao là 1m4. Và những phụ kiện đi kèm thì cửa hàng sẽ quay chi tiết và đăng lên kênh cho quý vị và các bạn có thể theo dõi mỗi clip thông báo hàng về. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ giới thiệu chi tiết những model về trong ngày hôm nay và quay chi tiết cho quý vị và các bạn có thể cảm nhận và đánh giá những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Vâng, ngoài trời thì đang mưa rất là mau, rất là ồn, quý vị và các bạn có thể nghe cửa hàng thông báo hàng về trong buổi tối ngày hôm nay và thời điểm này cũng khá là muộn. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn có những chiếc quạt cây về hôm trước đây. Một chiếc có chiều cao là 1m25. Xin lỗi, 1m3. Mang mã số 214 và 215. Một chiếc 214. Quý vị và các bạn đã được theo dõi kênh hàng ngày thì biết những sản phẩm này hiện diện và đã có mặt tại cửa hàng rồi. Khi cửa hàng thông báo hàng về thì có thể quay chi tiết qua loa những sản phẩm đã có mặt tại cửa hàng những ngày trước. Vâng, chiếc này thì có sải cánh 30, có chiều cao là 1m3, Latiana, đế tròn, 24, 25 đế vuông, có sải cánh 35, có chiều cao là 1m3. Vâng, sản phẩm về trong ngày hôm nay đây, cửa hàng xin gửi tới quý khách hàng một chiếc quạt có sải cánh 35. Có sải cánh 35 và có chiều cao là 1m4 của hãng Mitsu. Vâng, quý vị và các bạn chỉ cần nhìn qua logo của sản phẩm đã biết là đây là một chiếc quạt Mitsu rồi. Một chiếc quạt Mitsu có chiều cao là 1m4. Toàn thân đế gang sắt, cửa hàng xin thông báo là toàn thân đế gang sắt. Và chiếc này cũng còn rất đẹp luôn. Đế vuông, mang mã số 221. 221. Vâng, phía trước thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy 3 phím tốc độ gió. Và phía bên cạnh là túc lăng. Duy nhất về trong ngày hôm nay có một chiếc quạt cây cao 1m4 và toàn thân đế gang sắt, sải cánh 35. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn có những chiếc quạt có mức tiền tầm trung và mức tiền tầm cao thì cửa hàng vẫn có đầy đủ để đáp ứng theo nhu cầu của quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, hôm qua thì có về được 218, 219 và 220. Ngày hôm nay về duy nhất được một chiếc 221. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn có những chiếc quạt đời mới Hitachi có điều khiển điện 100V. Có điều khiển nhé, có sải cánh 30. Đây là những chiếc quạt nửng có chiều cao là 90 đến 95. Màu trắng, rất là nhẹ nhàng và thanh thoát. Vâng, ngày hôm nay thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy qua một góc máy quay của cửa hàng đang quay đây là một chiếc âm ni Acouphase E270 cập bến với cửa hàng ngày hôm nay. Còn nguyên thùng xốp, đầy đủ phụ kiện đi kèm, dây nguồn, khiển zin. Một chiếc âm ni Acouphase E270 cũng rất là hiếm có trên thị trường. Và ngày hôm nay thì xin ra mắt gửi tới quý khách hàng một chiếc âm ni được phiên bản của hãng nâng cấp 2250 và 260 nhé. Chất âm của những chiếc 270 này thì tuyệt vời rồi. Mức tiền thì cũng không quá là cao.
trên dưới 70 triệu. Nguyên phụ kiện đi kèm dây nguồn, khiển zin. Và chiếc này thì rất là đẹp và bắt mắt luôn. Khi quý vị và các bạn có thể dùng những chiếc Omni Acoplay thì tuyệt vời rồi. Đây là những sản phẩm hàng cao cấp. Bên cửa hàng thì vẫn có đầy đủ các model như 550, 470, 560 và 408. Bên cửa hàng vẫn có đầy đủ nhé. Vâng, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Đây là những sản phẩm được cửa hàng tuyển chọn kỹ lưỡng. Đây là những dòng Omni cao cấp của hãng, rất là nổi tiếng. Acoplay E270 còn nguyên thùng, đầy đủ phụ kiện đi kèm. Duy nhất có một chiếc. Vâng, và tiếp theo thì ngày hôm nay cửa hàng Âm Thanh Lý Hạnh có về được một chiếc mâm than của hãng Yamaha GT1000. Vâng, và cửa hàng đang cho chạy phát đây ạ. Cùng với một chiếc Omni Magnetoc MA7000 và một cặp loa phía sau. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay thì cặp loa Chichina cửa hàng cũng đã test rồi. Nhưng buổi chiều gấp gáp muộn nên cửa hàng cũng chưa đóng gói để gửi khách hàng, cùng với một chiếc đèn dầu pháp cổ. Trong buổi sáng ngày mai thì nhân viên sẽ đến đóng hàng, gửi cho khách hàng ngay trong ngày mai. Vâng, sản phẩm cửa hàng xin gửi tới quý khách hàng trong clip của buổi tối ngày hôm nay, một chiếc mâm than của hãng Yamaha có mã là GT1000. Vâng, là một trong những mâm than nổi tiếng. Đây là một trong những mâm than cũng rất nổi tiếng luôn. Chất âm thì tuyệt vời. Yamaha GT1000. Vâng, độ dày thì rất dày luôn. Vâng, size này thì rộng hơn hôm trước là 50, nhưng size này chắc phải có tầm 55. Độ dày, độ đẹp thì vẫn là rất là chất lượng rồi. Bởi vì đây là những sản phẩm được cửa hàng lựa chọn để phục vụ quý vị và các bạn chơi hay bày đẹp. Vâng, là một trong những mâm than nổi tiếng. Vâng, sản phẩm này thì cũng rất đình đám trên thị trường và cũng có mức tầm tiền rất là dễ chơi. Mâm được thiết kế to, khủng. Seri này là seri rất to nhé. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy độ rộng của sản phẩm qua một thước phim của cửa hàng Âm Thanh Lữ Hành đang quay đây. Vâng, sản phẩm này thì những chiếc mâm than Yamaha GT1000 được so sánh với những hãng khác thì quá là đình đám trong tầm tiền. Một chiếc mâm than được thiết kế sữa đi to, lặng, rất là lặng luôn. Thiết kế seri rất là rộng, chắc tầm 55 đây ạ. Vâng, so với chiếc hôm trước thì chiếc này có size rộng hơn một chút. Rất là lặng luôn. Vâng, sản phẩm thì rất là chất lượng rồi. Bởi vì bên cửa hàng Âm Thanh Lữ Hạnh thì luôn cung cấp để hài lòng quý khách hàng. Và để được có được những thương hiệu như cửa hàng đang có thì quý vị và các bạn có thể lựa chọn riêng cho góc chơi của mình những sản phẩm audio mà mình yêu thích. Và đây cũng là những sản phẩm cửa hàng cũng mới cập bến. Trong thời gian vừa qua thì hôm trước cửa hàng có về được một chiếc còn nguyên thùng và cũng đã được những vị khách hàng chốt đơn rất là nhanh. Vâng, một chiếc mâm than Yamaha GT1000. Size rất rộng, rất nặng. Cơ thì vững vàng, ổn định vượt trội. Mâm than nguyên bản luôn. Độ đẹp của sản phẩm thì nguyên bản. Âm thanh khá tốt. Cửa hàng cũng đã nghe đến hai chiếc đĩa. Cửa hàng mới thông báo hàng về chiếc đĩa than. Vâng, mức tiền thì này cũng quá hợp lý với những sản phẩm như vậy.
Vâng, lắp mê ca của sản phẩm thì còn khá mới và đẹp luôn. Cửa hàng chưa hề lau chùi vệ sinh luôn. Vâng, cửa hàng cũng đang lắp một chiếc chặn đĩa than phía trên này. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đấy. Vâng, cửa hàng chưa hề lau chùi luôn. Tốc độ thì 33, 45 tùy theo đĩa quý khách chạy. Vâng, quý vị và các bạn có thể được nhìn thấy ngày hôm nay cửa hàng có cập nhật được thêm những chiếc chặn đĩa than Nivo. Có duy nhất một chiếc này. Và về với cửa hàng thì có hai chiếc chặn như cửa hàng đang trưng bày phía trên. Vâng, và đặc biệt hơn thì ngày hôm nay cửa hàng có về kèm theo được với sự đam mê và thích sưu tầm đồ cổ thì cửa hàng có về được hai chiếc Zippo kỷ niệm của hãng Zippo. Chiếc này thì đây là sản phẩm được Zippo kỷ niệm của hãng đây. 65 năm. Vâng, và chiếc này thì được thiết kế, xin lỗi, được ra đời năm 1937. Made in USA. Vâng, đây là những chiếc Zippo. Và theo như cửa hàng buổi chiều ngày hôm nay thì ông xã em có đăng vài tấm hình trên trang Zalo riêng của mình thì đã được những anh em yêu thích và thích sưu tầm để chơi những sản phẩm này thì hai bác khách cũng đã chốt sản phẩm luôn hai chiếc rồi. Vâng, nhưng cửa hàng cũng vẫn thông báo để cho quý vị và các bạn có chung niềm đam mê, cửa hàng sẽ lấy hộ giúp quý khách hàng những sản phẩm chất lượng như vậy. Đây là những phiên bản đáng để chơi Zippo bản kỷ niệm 65 màu bạc. Vâng, và chiếc này thì là một phiên bản kỷ niệm 95. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy 1903 đến 1993, cũng made in USA. Vâng, vậy hai sản phẩm này thì sau khi anh xã của em thông báo hàng về, xin lỗi, đăng lên trang Zalo riêng thì đã được hai vị khách hàng chốt đơn. Vâng, vậy những sản phẩm này thì cửa hàng cũng chỉ đam mê. Như ông xã em chơi thì rất nhiều đồ, nhưng khi quý vị và các bạn có chung một niềm đam mê thì cửa hàng sẽ phục vụ quý vị và các bạn và có thể lấy giúp quý khách hàng của mình. Bởi vì những vị khách hàng chơi audio cũng thích sưu tầm những sản phẩm có thể để tặng những người thân yêu của mình, cũng như có thể là để trưng bày là một vật kỷ niệm. Thì các bác cũng đã thích những sản phẩm như vậy, cửa hàng sẽ lấy giúp. Và ngày hôm nay cửa hàng có về duy nhất được một cuốn băng Thanh Tuyền 12 được lắp vào xương 635. Vâng, vậy ngày hôm nay cửa hàng âm thanh hạnh thông báo hàng về chỉ có những modem như vậy. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh nữ hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh nữ hạnh giao hàng toàn quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt.